Khách đẹp như gái trung sau khi nâng mũi độn cằm tại Mi Nhon. Mong muốn em sao? Y như mũi chị Như. Y như mũi chị Như. Em làm lần nào thứ mấy rồi? Lần này lần thứ hai ạ. Lần thứ hai ạ? Là mới làm lần nào thôi ạ? Vâng. Em nói em sửa mỗi khi nào? Đó, em mới sửa ngày. Sửa hôm qua. Vâng. Em muốn làm mũi gì? Em làm mũi xuống sườn. À, em mình đụng cằm. Đụng cằm. Làm sáng xuôi cho con đúng không? Dạ. Bữa nay em thấy sao rồi? Khỏe ghê chứ ạ. Bữa nay về ăn uống xong rồi, chuẩn bị về đúng không? Dạ. Em nhận cho mọi người, có đau có thắt vậy gì không? Không, không đau, nó chỉ hơi đề tí thôi, không chịu được. Đúng rồi. Vâng. Nhìn cái mắt nó chỉ nó dài nó to ra đẹp hơn nó xinh quá trời.